Xin kính chào toàn thể quý khách hàng và rất vui được gặp lại tất cả mọi người. Hôm nay Hiền Kim lại xin lên sóng báo giá chi tiết một chiếc xe 7 chỗ ngồi, số tự động, một dòng xe gầm cao Hyundai Santa Fe, sản xuất 2016, bản phun xăng đặc biệt 2.4 2 cầu. Và chiếc Hyundai Santa Fe này bên showroom em đang chào bán với giá là 825 triệu. Hỗ trợ rút hồ sơ và hỗ trợ banh lên tới 70% giá trị xe. Chất lượng xe cam kết 100% bằng văn bản, xe không tai nạn, không ngập nước, máy số zin, hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ. Và bây giờ Hiền Kim kính mời toàn thể quý khách hàng cùng Hiền Kim đón xem chi tiết chiếc Hyundai Santa Fe bản phun xăng đặc biệt 2.4 4WD đẹp như thế nào, thiết kế ra sao, chất lượng máy móc và nội thất như thế nào, cùng đón xem chi tiết luôn cho em. Nếu yêu thích thì có thể ấn nút theo dõi, đăng ký kênh, cập nhật nhiều xe hơn nữa. Và nếu có thể để xem được chi tiết, thương lượng về giá cả thì kính mời tất cả quý khách hàng đến trực tiếp địa chỉ 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để xem xe. Với chiếc xe này thì chạy hơn 5 vạn, một chủ từ đầu. Về Hà Nội thì các bác sẽ không mất tiền chuyển vùng. Hệ thống rửa đèn pha, hệ thống bình đèn vi xi lông kết hợp đèn full led, đèn gầm, mặt nạ chrome phía trước, xi nhan tích hợp trên gương. Cốp điều khiển điện, cốp điện các bác nhá. Với chiếc xe này là cốp điện 7 chỗ ngồi. Em sẽ khoai cái khoang ở phía sau. Nếu mà các bác cần thì có thể hạ ghế xuống để chúng ta làm khoang chứa đồ, còn không ấy thì chúng ta kéo lên để thành ghế ngồi cho các bác. Có trang bị ghế chỉnh điện, cân bằng đổ đèo ngang dốc, cân bằng điện tử, phanh điện tử, điều hòa auto, màn hình camera đầy đủ, nội thất da nguyên bản, cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Chế độ auto hau đầy đủ hết nhé các bác. Về phần máy, bên em cam kết máy số zin, chưa hạ máy, chưa bổ máy, không bị thì kích, không bị ngập nước. Xin đọc lại thông tin của chiếc Hyundai Santa Fe bản phun xăng đặc biệt 2.4 4WD 2 cầu, chạy hơn 5 vạn, một chủ từ đầu, sản xuất 2016 và bên em đang chào bán tại showroom với giá là 825 triệu.